Thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình muốn gì? 4 năm trước, khi Donald Trump trở thành Tổng thống, Tập đã trở thành nhà lãnh đạo Trung Quốc và tuyên bố một tầm nhìn vĩ đại nhằm về cơ bản làm Trung Quốc vĩ đại trở lại, kêu gọi đại phục hưng dân tộc Trung Quốc. Nhà lãnh đạo của Trung Quốc đang quyết tâm biến đất nước mình thành chủ thể lớn nhất trong lịch sử thế giới. Liệu ông có thể làm được điều đó trong khi tránh được một cuộc đụng độ nguy hiểm với Hoa Kỳ hay không? Xin chào, tôi là Tú Tài Ta. Hôm nay xin gửi tới quý vị chủ đề những điều Trung Quốc muốn ở thế giới và Việt Nam. Trong nội dung lần này, tôi sẽ gửi tới quý vị 4 phần trong 4 video. Phần 1, Trung Quốc muốn gì? Phần 2, Tập Cận Bình muốn gì? Phần 3, Trung Quốc muốn gì ở Việt Nam? Phần 4, Tập Cận Bình ảo tưởng về sự vĩ đại. Xin mời quý vị đến với những điều Trung Quốc muốn ở thế giới và Việt Nam. Phần 3, Trung Quốc muốn gì ở Việt Nam? Yêu nước hay tự nhục và hạ thấp dân tộc Việt Nam? Đừng nhảy dựng lên khi nghe đến tên Trung Quốc. Du khách Trung Quốc hay có chữ có nét giống Trung Quốc là sợ mất nước, rồi ủng hộ hùa theo bọn phản động, phản lại lợi ích dân tộc. Đừng yêu nước mù quáng, yêu nước thì phải bằng cái đầu lạnh và trái tim nóng. Trung Quốc thực sự muốn gì ở Việt Nam? Thưa quý vị, Trung Quốc có thèm muốn đất của chúng ta không? Đương nhiên là không. Điền, họ muốn gì ở cái nơi mà dịch vụ xã hội còn thua xa họ? GDP thì còn chưa bằng một tỉnh lẻ của Trung Quốc nữa. Tự nhiên họ muốn kéo về 96 triệu thành viên, 100 triệu thành viên. Không có thiện cảm. Nói đúng hơn là bài họ làm cái gì? Họ muốn chiếm đất để định cư ư? Càng không. Trung Quốc đang mua hàng tá bất động sản ở Mỹ, ở Canada, ở Úc, ở châu Âu. Họ còn mua hết cả vườn nho miền Nam nước Pháp cơ mà. Chẳng tội gì họ lại phải tốn xương máu và trăm phương nghìn kế để hoàn thành cái mục đích đó ở cái mảnh đất này, trong khi còn bao nhiêu lựa chọn khác chỉ cần giải quyết bằng tiền. Họ thừa tiền. Vậy họ muốn gì? Thứ mà họ ham muốn nhất là biển và dầu khí. Ước tính có xấp xỉ 11 tỷ thùng dầu và 190.000 tỷ feet khối tự nhiên đã xác nhận và có tiềm năng trong khu vực trải dài từ Singapore và eo biển Malacca đến eo biển Đài Loan. Hầu hết các mỏ hydrocarbon đều nằm trong vùng biển thềm lục địa của ta. Một phân tích vào năm 2010 của cơ quan khảo sát địa chấn Mỹ đưa ra ước tính có khoảng 0,8 đến 5,4 tỷ thùng dầu và khoảng 7,6 đến 55,1 nghìn tỷ feet khối tự nhiên nằm trong lượng tài nguyên chưa được phát hiện. Khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, cái mà họ gọi là đang tranh chấp, không cho thấy dấu hiệu nào của các mỏ dầu khí lớn truyền thống và bằng chứng địa chất cho thấy khu vực này cũng không có tiềm năng kể. Tuy vậy, khu vực này lại có thể có một nguồn tài nguyên mang cháy lớn. Thưa quý vị, Trung Quốc đang phải phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu năng lượng lên đến 56% và họ sẽ tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc này để đảm bảo rằng tăng trưởng và an toàn năng lượng. Và đối thủ chính trong việc cạnh tranh khai thác dầu ở Biển Đông không ai khác ngoài Việt Nam. Và tại sao thứ hai lại là biển? Trung Quốc đang theo đuổi một siêu dự án là kênh đào Pra xuyên Thái Lan. Thứ sẽ giúp con đường liên vận hành hóa quốc tế biển đi cả 1.000 km, tiết kiệm từ 3 đến 5 ngày đường và hàng tỷ tỷ đô la mỗi năm. Nếu hệ thống kênh đào này hoàn thiện, Trung Quốc sẽ nắm giữ cái bốt trên thế lượng trên biển lớn nhất khu vực. Mà bạn biết con đường đó sẽ phải đi qua đâu không? Chính là Phú Quốc của Việt Nam, chứ còn lệnh đi đâu nữa. Nói không ngoan, Việt Nam sẽ là nước hưởng lợi thứ hai từ siêu dự án này khi án ngữ giữ tuyến huyết mạch giao thông quan trọng. Hãy chịu khó quan sát và suy luận một chút, sẽ thấy được cái tâm và cái tầm nhìn chiến lược, sách lược của các cụ lãnh đạo nhà ta khi không phải tự nhiên Trung Phú Quốc xuất hiện trong bản đồ dự thảo đơn vị kinh tế đặc biệt hiện nay. Phú Quốc sẽ thành điểm nóng thu hút dòng vốn đầu tư và hiện thực đã là như thế. Đầu tư cực cao từ khắp thế giới như Mỹ, Nga, EU, Sinh. Càng nhiều quốc gia cộng hưởng kinh tế thì việc Trung Quốc muốn gây hấn với Việt Nam càng khó. Vì sẽ bị vướng vào sợi dây ảnh hưởng lợi ích kinh tế của các nước lớn và việc đó sẽ kéo theo hệ lụy tiêu tan tham vọng của Trung Quốc với nguồn tài nguyên và lợi ích kinh tế ở Biển Đông. Vậy Trung Quốc muốn thế nào? Chiến tranh ư? Dĩ nhiên là không. Cái Trung Quốc cần là một Việt Nam bất ổn và nội chiến để có những quân cờ quan trọng trong việc vận hành mọi thứ theo ý muốn. Và dĩ nhiên, qua hàng ngàn năm đánh nhau bầm dập thì không ai hiểu Trung Quốc hơn Việt Nam và ngược lại. Người Tàu quá hiểu tâm lý dân Việt. Chỉ cần kiếm cớ thổi bùng cái ngọn lửa chống Tàu cực đoan lên,
nhẹ thì quá trình đầu tư của các nước vào Việt Nam sẽ bị chậm, vì nhà đầu tư nước ngoài sẽ ngần ngại khi bỏ hàng tỷ đô vào khu vực không ổn định trật tự xã hội. Nặng hơn như vụ Bình Dương, chúng sẽ kích động để bọn óc quả nho quá khích đập phá các khu công nghiệp, công ty doanh nghiệp quốc tế, kể cả công ty Trung Quốc, rồi sau đó chính phủ phải đền bù và nhượng bộ yêu sách của các nhà đầu tư, nếu không họ sẽ dọa kiện ra tòa quốc tế để đòi bồi thường theo luật thương mại. Các nhà đầu tư nước khác cũng e sợ, không dám vào đầu tư nữa. Hàng chục ngàn lao động sẽ thất nghiệp, kéo nền kinh tế đi xuống trầm trọng. Khi nền kinh tế bị đe dọa thì họ sẽ buộc ta phải ngồi vào bàn đàm phán về việc nhượng bộ khai thác tài nguyên ở Biển Đông. Nên nhớ hiện nay Việt Nam và Nga đang tích cực thăm dò dầu mỏ ở phía Nam Biển Đông, dù liên tục bị tàu chiến Trung Quốc quấy phá. Nếu nội bộ trong nước không ổn định thì ngoài biển cũng khó mà trụ được. Còn cái giọng điệu cộng sản bán nước cho Trung Quốc, xin thưa, nhà nước này mà muốn bán mình cho tàu thì bán lâu rồi. Nhiều người cứ nghĩ đánh nhau với Trung Quốc là đao to búa lớn, là bắn nhau ầm ầm, xe tăng máy bay các kiểu, nhưng họ nhầm. Đánh nhau bây giờ chủ yếu bằng kinh tế và nhằm vào đời sống xã hội. Dùng vũ lực chỉ là phương án sách cuối cùng. Thật buồn cười ở chỗ đối phương đã lợi dụng chính lòng yêu nước của chúng ta để đánh bại ta, mà chưa cần tốn bất kỳ viên đạn nào. Không phải bàn cãi rằng rất nhiều người trong chúng ta có định kiến với Trung Quốc do nhiều nguyên nhân, cũng như người Trung Quốc căm thù người Nhật. Nhưng thưa quý vị, người Trung Quốc biết biến cái thù đó thành hành động. Họ tìm hiểu rất kỹ về người Nhật. Họ làm mọi cách để vượt lên trên người Nhật vì họ biết chỉ có thể rửa nỗi nhục xưa khi vượt qua được Nhật. Nhìn lại chúng ta hiểu gì về Trung Quốc và làm gì để cùng tồn tại mà không bị họ bắt nạt? Dăm ba câu chửi cửa miệng với gõ mấy cái status, xe mấy bài chửi lên mạng, xuống đường hô hào vài ba câu, liệu họ có sợ không? Xin thưa là không. Càng như vậy Trung Quốc càng thích vì họ dễ lợi dụng điều đó để làm suy yếu Việt Nam. Trung Quốc hiểu rất rõ chúng ta, trong khi nhiều người trong chúng ta chẳng biết gì về họ. Bởi chỉ cần ai đó động chạm đến từ Trung Quốc thôi là đã có vô số người dãy nảy lên như đỉa phải vôi rồi. Đó là điều rất đáng quan ngại. Hãy yêu nước bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Không gì khác hơn lúc này là chăm lo củng cố xây dựng nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân vững chắc, tạo thế và lực để giữ gìn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng và sự ổn định chính trị, đừng biến bản thân thành con rối trên bàn cờ chính trị, xâm hại đến lợi ích quốc gia và dân tộc. Thưa quý vị, với Syria, những điều Trung Quốc muốn ở thế giới và Việt Nam, tôi đưa quý vị đi hết 4 phần, là phần 1 Trung Quốc muốn gì, phần 2 Tập Cận Bình muốn gì, phần 3 Trung Quốc muốn gì ở Việt Nam, phần 4 Tập Cận Bình ảo tưởng về sự vĩ đại. Quý vị có suy nghĩ gì, xin hãy đưa quan điểm cá nhân ở phần bình luận nhé. Video đến đây là hết, xin hãy ủng hộ kênh bằng cách like, đăng ký và chia sẻ để lan tỏa thông tin đến cùng bạn bè và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.